Bạn có biết việc đầu tiên cần làm để có cơ thể khỏe mạnh là gì không? Đó chính là làm sạch. Có hai lý do cần làm sạch cơ thể. Thứ nhất, làm sạch để giảm số lượng mầm bệnh, khiến sức mạnh của chúng yếu đi. Hãy tưởng tượng nếu bạn có một chiếc xe bị rỉ sét, sẽ không có siêu nhiên liệu nào làm cho nó chạy tốt hơn, trừ khi bạn làm sạch vết rỉ sét trước. Các bộ phận càng sạch, xe sẽ chạy trơn tru hơn. Cơ thể của bạn cũng vậy. Sau nhiều năm ăn thực phẩm bẩn, hít phải không khí ô nhiễm, trong cơ thể mỗi chúng ta chứa từ 5 đến 10kg độc tố bám khắp nơi. Lượng độc tố này nếu không được đào thải ra sẽ làm suy giảm miễn dịch, tắc nghẽn mạch máu, tắc nghẽn các bộ phận, ăn mòn cơ thể. Đồng ý rằng vốn dĩ cơ thể đã có sẵn chức năng đào thải độc tố qua da, ruột, gan, thận, nhưng lượng độc tố kia là quá lớn so với sức làm việc của chúng. Vì vậy đã đến lúc bạn cần hỗ trợ cơ thể làm sạch một cách nghiêm túc. Thứ hai, làm sạch giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Bạn không thể khỏe mạnh chỉ bằng cách thêm một cái gì đó vào chế độ ăn uống của bạn. Dinh dưỡng rất quan trọng, nhưng cần đảm bảo cơ thể bạn đã trở nên sạch sẽ hơn. Hãy tưởng tượng bức tường cũ lâu năm nhà bạn đang bị nấm mốc, bong chóc lỗ chỗ và giờ bạn muốn sơn mới lại. Vậy bước đầu tiên bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là làm sạch lớp sơn cũ hoặc các chất bẩn bám trên tường, đúng không? Nếu bạn không làm sạch trước khi sơn thì bạn nghĩ lớp sơn mới kia có bám chặt được vào bức tường bẩn không? Tóm lại, làm sạch cơ thể nên là công việc làm hàng ngày, đặc biệt đối với những ai đang mắc các bệnh mãn tính. Trong trò chơi ai sống lâu hơn thì người chiến thắng là người có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hãy thả tim và follow kênh bạn nhé.